Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 4 năm 2021. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những dòng hàng lan mới đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Và đặc biệt thì hôm nay bên em có những giò dáng hương đuôi cáo hàng thuần với những cái vòi đang có vòi nụ, thêm những cái giò đen, những cái giò đen rô, bà liễu xưa, thỏ xưa, tức là những cái dòng đen rô với mặt hoa đẹp để giao lưu của cô chú anh chị và nhiều những mặt hàng khác nữa. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô 2 lô hoàng thảo, 3 lô hoàng thảo long nhãn cô chú anh chị này. Đó, 3 lô hoàng thảo long nhãn này thì cây rất là dài cô chú anh chị nhé. Nên là cái hàng này thì nó khá là nặng cân và hàng hoa thì phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Hoàng thảo long nhãn này này, rất là dễ hoa về cô chú anh chị. Trồng hoa đây là cánh vàng rộm đậm đà với cái mắt đen nhánh rất là đẹp luôn. Và hoa thì cũng rất là thơm cô chú anh chị nhé. Mỗi một lô hoàng thảo long nhãn như thế này này, đó, lô 1 này, lô 2 này, lô 3. Mỗi một lô như vậy thì em xin phép được bán với giá là 100.000 cho một lô. Cô chú anh chị nào lấy thì em sẽ đóng riêng thùng bởi vì là nó dài, nó cao ạ. Cái hàng này thì về cô chú anh chị khi nở hoa trống lên và tạo dáng thì sẽ được những cái giò long nhãn rất là tuyệt vời luôn. Đó, hoàng thảo long nhãn nhé. Còn sang bên này đây thì em có dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Xanh mướt mắt luôn như vậy đấy ạ. Hàng này thì rất là nhiều thân tơ này. Hiện tại thì đang một số bông đang nở hoa, cái sắc hồng, tím hồng cũng rất là xinh luôn đấy ạ. Với những cái thân to dài mập khỏe như vậy thì cô chú anh chị khi lấy kiều tím miền Trung với những cái thân rất là to như vậy em xin phép được bán với giá là 360.000 trong 1 kg cô chú anh chị nhé. Với những cái thân kiều cũng có một số cây hàng lùn này cô chú anh chị nhỉ. Nhưng mà đa số là những cây thân mập dài. Với những cây thân mập dài và to, thân dài khỏe đẹp, bản lá to đùng như vậy khi mà sổ hoa thì chắc chắn là sẽ ra những cái chùm hoa rất là to luôn ạ. Rất là dài, chùm hoa rất đẹp luôn nhé. Mỗi một thân một giả hành có thể cho vài chùm hoa luôn đấy ạ. Còn bên này, sang bên này đây thì em bán cái hoàng thảo hoàng lạp này, hàng xanh rất là xanh tươi và đẹp như vậy đấy ạ. Hoàng lạp một dòng hàng có sức sống rất là mãnh liệt với những cái chùm hoa màu vàng cánh sáp bóng. Em bán hoàng lạp đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em toàn bộ lô hàng rất là xanh đẹp với giá là 120.000 cho 1 kg nhé. Còn bên này đây thì em có cái dòng lan long tu xuân, một cái dòng hàng dễ thuần dễ chăm mà hoa sai chi chít luôn. Long tu xuân này em bán với giá là 210.000 cho 1 kg. Mùa này đang là mùa mầm đẹp để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò long tu xuân trên hoa xuân ạ. Sang bên này thì em có dòng lan ngọc thạch 3 màu. Hàng này thì sẽ chuẩn 3 màu, cũng là hàng đang mùa mầm nhé. Mầm đang lên như vậy đấy ạ. Ngọc thạch 3 màu này em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Tiếp sang bên này đây là dòng lan đùi gà dẹt. Hàng thì tươi, khỏe, đẹp ạ. Tuy nhiên thì cái hàng này thì nó vừa mùa hoa xong và cũng bị rụng lá, nên là nhìn không được đẹp mã, nhưng đảm bảo cô chú anh chị thì hàng chuẩn cây giống cực kỳ luôn đấy ạ. Mà cô chú anh chị mua thì phải nói rất lợi cân luôn đấy ạ. Mầm gốc thì đang chuẩn bị nứt lên như vậy này. Đang mùa hoa xong nên là những cái dòng hoàng thảo này nó cứ rụng lá te tua. Cô chú anh chị mua thì rất lợi cân và đảm bảo với cây giống luôn. Chỉ có điều là nhìn nó không được đẹp mã thôi. Và cái dòng gà dẹt này em bán với giá là 100. Bình thường em bán 170 hàng nhiều lá ấy ạ. Nó không có được khỏe hơn đâu, cũng không đảm bảo cái giống hơn đâu, nhưng mà nhìn mã nó đẹp hơn thôi ạ. Thì cái hàng hôm nay nó rụng lá nhiều như vậy nên em sẽ chỉ để lại với giá là 140.000 thôi nhá. Em coi như em bán thanh lý luôn là 140.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy theo phần giúp em. Đó, mỗi một phần như vậy thì em bán với giá là 70.000 cho một phần này. Em còn có duy nhất 3 phần hoàng thảo vảy rồng, rất là nhiều luôn. Mỗi một phần như vậy thoải mái cô chú anh chị ghép luôn ạ. Một dòng hàng cũng có sức sống rất là mãnh liệt với hoa, những chùm hoa chùm vàng. Một phần như vậy em bán với giá là 60.000. Đó, một lô to đùng rất nhiều luôn. Rất là nhiều luôn. Nhiều dề luôn như vậy đấy ạ. Còn sang bên này thì em có cái lô hoàng thảo trinh bạch với cả một ít kiếm lô hội trinh bạch. Một lô trinh bạch với lô hội này em bán 60.000 đi. Đó. Rồi sang bên này thì cái dòng thạch 3 màu thì cô chú anh chị có thể lấy hàng cân hoặc cô chú anh chị có thể lấy theo phần giúp em. Thì một phần như vậy em bán với giá là 50.000 nhé. Sang bên này đây thì em có cái dòng lan trầm tím. Trầm tím này là trầm tím đẹp, hiện tại cây đang chi chít là nụ như thế này này. Đó, nó đang chi chít là nụ và đang cũng đang bắt đầu là bắn mầm đấy ạ.
bắt đầu bán mầm gốc này. Cái dòng chầm tím này thì về cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa cũng như là chăm mầm từ những cái tấm khi mà nó bắt đầu là nhú mầm luôn đấy ạ. Thì dòng chầm tím này em xin phép bán với giá là 900.000 cho 950.000 cho 1 kg nhá. Và bên này là dòng chầm chip này, đây này. Mầm rất là xinh luôn ạ, đang lên mầm như vậy đấy ạ. Hàng này cũng về cô chú anh chị sẽ được rất nhiều cây giống dòng chầm chip này này. Em bán dòng chầm chip này cũng với giá là 950.000 cho 1 kg. Sang bên này đây, cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Đây là lô kiếm thái hoa vàng. Đây là cái mặt hoa của nó cô chú anh chị này. Đó, mặt hoa rất là đẹp như vậy nhá. Dòng kiếm thái hoa vàng này này, cô chú anh chị nhìn cho em hàng bản lá côn lùn. Và hiện tại thì cây đã trưởng thành rất là khỏe và đã đẻ nhánh như thế này nhá. Một chậu như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4-5 tép cơ. Bản lá rất là bóng. Đó, lá láng xanh mướt và bóng đẹp như thế này này. Đó, nên là khi cô chú anh chị sở hữu những cái chậu này thì không chỉ đẹp từ thân lá mà còn đẹp đến hoa. Một chậu kiếm thái hoa vàng như vậy em xin phép được bán với giá là 130.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Đó. Sang bên này đây thì em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị những cây kiếm mà được gieo hạt nhân giống từ những cây kiếm đột biến giá trị nhất của rừng Việt Nam. Được nhà vườn người ta lấy từ những tức là được nhà vườn của Việt Nam nhé, lấy từ những cây quả kiếm mà có giá trị cao nhất, đẹp nhất của rừng Việt Nam để nhân giống và gieo hạt ạ. Và đây đều là những cái dòng kiếm tự thụ nhé, tự thụ từ những cây mẹ, nên là chắc chắn là em nghĩ rằng những cây kiếm này khi cô chú anh chị sở hữu nó thì cây mẹ đẹp thì chắc chắn cũng không thể nào sinh ra cái cây con là dị dạng được. Cây mẹ 10 thì cây con thì cũng phải được tầm 6, 7, 8 trở lên đúng không ạ? Thì ở đây trước tiên là em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái dòng lan kiếm Phan Trí. Là một cái dòng hàng gọi là giá trị nhất hiện nay. Giá trị nhất hiện nay, mỗi một thân kiếm Phan Trí hàng tách thân ý, là mỗi một thân phải vài trăm triệu cơ ạ. Hàng này là hàng gieo hạt từ cây quả, cây kiếm Phan Trí mẹ và gieo hạt bằng phương pháp là cây tự thụ của chú anh chị nhé. Thì dòng lan kiếm Phan Trí này, một chậu như vậy, đây là hàng 4 tháng ạ. Đây là hàng cây giống 4 tháng, cây rất là khỏe khoắn luôn. Trồng tại Việt Nam luôn cô chú anh chị nhé, từ nhà vườn Việt Nam luôn ạ. Một chậu kiếm Phan Trí như thế này thì em xin phép được bán với giá là 85.000 cho một chậu. Còn bên này là dòng lan kiếm xanh Huế. Kiếm xanh Huế cũng rất là cao và đẹp luôn ạ. Cái lô kiếm xanh Huế này về phải nói là cực ưng ý luôn. Đây cũng là hàng 4 tháng. Đây cô chú anh chị nhìn cho em. Đây cũng là hàng 4 tháng và xanh Huế em bán với giá là 80.000 cho một chậu nhá. Xanh Huế là 80.000. Còn bên này thì em có những cái cây kiếm cũng là xanh Huế và Phan Trí đấy ạ. Hàng này là hàng 8 tháng, cây nó sẽ cao hơn. Cây nó cao hơn khá là nhiều. Bản lá mở lá, bản lá to nhìn rất là mê luôn đấy ạ. Đó, hàng này hàng 8 tháng nhé cô chú anh chị nhé. Cũng cùng nhà vườn đấy, nhưng mà cây này thì người ta trồng sớm hơn. Đó, nên là cây nhìn nó khỏe khoắn và to hơn như vậy đây cô chú anh chị này. Và một chậu dòng xanh Huế và Phan Trí. Cái dòng 8 tháng này, dòng 8 tháng này thì em xin phép được bán với giá là 120.000 cho một chậu nhé. 120.000 cho một chậu, đây là chậu Phan Trí này. Và bên này sẽ là chậu xanh Huế. Xanh Huế thì cây khá là lớn, cây phát triển rất là mạnh, bản lá mở to, rất là đẹp. Còn bên này là dòng lan kiếm Hồng Nhật Minh, một cái dòng hàng với bông hoa lưỡi hồng, cánh hồng rất là đẹp luôn. Hồng Nhật Minh này cũng thế, bản lá cũng rất là to đẹp ạ. Hồng Nhật Minh thì em bán 110 thôi, đây cũng là dòng 8 tháng nhá. Đây cũng là dòng 8 tháng ạ. Đây là Phan Trí này, thân côn lùn cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng 8 tháng. Đó, thì xanh Huế và Phan Trí thì em có hai dòng, là dòng 4 tháng thì Phan Trí là 85 và xanh Huế là 80. Còn dòng 8 tháng. Đấy, dòng 8 tháng bên này. Cô chú anh chị nhìn giúp em. Thì dòng 8 tháng sẽ là Phan Trí xanh Huế sẽ là 120, còn kiếm Hồng Nhật Minh. Kiếm Hồng Nhật Minh ạ. Thì em bán là 110. Tiếp sang bên này đây là những cái chậu đai châu này. Hàng đai châu này thì nó đã nở hoa vài năm nay rồi cô chú anh chị nhé. Đó, đây là những cái chậu đai châu Thái. Đai châu Thái bản lá dài trên 20 cm cho một bên lá rồi nhá. Đó, thì năm nay chắc chắn lên là cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa rồi. Ở đây thì em có các màu sắc, đó là màu đỏ sắc pháo này, màu đỏ đốm và màu đỏ sữa ạ. Có 3 màu sắc như vậy và em bán đồng giá chỉ có cho 130.000 cho một chậu thôi. Đó, 130.000 cho một chậu thôi ạ. Sang bên này đây thì em có những cái cây không khí này cô chú anh chị này. Những cây không khí được ghép ở trên những cái khúc gỗ, những cái khúc gỗ, những cái hình dáng rất là khác nhau, tạo cho những cái giò không khí có những cái vẻ đẹp riêng biệt. Thì những cái cây không khí này về cô chú anh chị cũng có thể ghép lại để vào những cái vị trí khác.
trang trí vào những vị trí khác theo cái sở thích của mình. Và cái cây không khí này thì về cô chú anh chị có thể để trong phòng khách này, hay là bàn làm việc, hay là phòng ngủ, thì nó có những cái tác dụng rất là tuyệt vời. Như là có thể những cái lá của cây không khí này nhá, nó có thể giúp mình hấp thụ những cái chất khí độc hại có trong không khí, cũng như thậm chí nó có thể loại bỏ được những cái chất khí độc hại có thể gây ung thư đối với cơ thể đó. Nên là nó có tác dụng rất là tuyệt vời. Cô chú anh chị của mình có thể lên Google để search biết về những cái tác dụng của cây không khí này này. Về cô chú anh chị nếu như muốn để trên bàn làm việc, cô chú anh chị có thể bỏ cái cây không khí này vào trong một cái hình cốc thủy tinh chẳng hạn như vậy, và trang trí thêm một số những cái vật khác nữa để tạo nên một cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời cho cái cây này. Vừa thanh lọc không khí và vừa mang hình dáng là trang trí luôn ạ. Và một cái giò không khí như vậy thì em xin phép được bán với giá là 55.000 cho một giò không khí này thôi cô chú anh chị nhé. Ở đây thì em có một cái lô còn một lô duy nhất là cái lô dáng hương đuôi sóc này, rất là nhiều luôn, em bán với giá là 50.000 cho lô này nhá. Và ở đây thì em có những cái chậu cây này này, chuẩn bị hé nở hoa rồi. Cái này là hồ điệp lá biên, hồ điệp lá phát tài. Cây này thì nó còn có ít nụ nên em bán thanh lý luôn ạ. Cây này còn ít nụ nhá nên em bán thanh lý luôn, chỉ còn 60.000 cho một chậu thôi. Với cô chú anh chị có thể làm giống và ngắm những cái bông hoa còn lại đi ạ. Bình thường em bán 90.000. Và sau bên này đây sẽ là những cái giò sơn thủy tiên xanh mướt mắt này. Cái giò sơn thủy tiên rất nhiều giả hành và xanh mướt mắt như vậy đấy ạ. Đó, hàng này thì không chỉ ngắm hoa mà cô chú anh chị còn có thể thưởng thức lá nữa. Một giò sơn thủy tiên với nhiều thân như vậy thì em xin phép được bán với giá là 250.000 cho một chậu sơn thủy tiên này nhá. Một chậu rất nhiều giả hành luôn. Cô chú anh chị mua hàng cân về thì để mà ghép, cắt tỉa mà ghép thì cũng mất thời gian, mà cũng chưa chắc đã được nhiều hơn những cái giò sơn thủy tiên này bao nhiêu đâu ạ. 250.000 cho một giò sơn thủy tiên này. Đó. Riêng dòng sơn thủy tiên thì cô chú anh chị biết rằng là nó cũng rất là nặng cân, và hàng thì quá là mướt đẹp như vậy này. 250.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là những cái chậu trầm thiên long. Đó. Hôm nay em cũng đã bán cách đây khá là nhiều hôm rồi. Có những khách hàng đã nhận hàng và phản hồi cực kỳ là tích cực, với đặc biệt là với cái mùi hương cũng như là sắc đẹp của dòng trầm thiên long này ạ. Một chậu trầm thiên long như vậy thì hiện tại nó cũng đang lên mầm này và cũng đang hoa nhé. Hàng nụ thì em cũng không, gần như là không còn rồi. Đó, thì chủ yếu là hàng hoa như vậy thôi. Về cô chú anh chị làm giống này, hàng này chủ yếu nở hoa Tết cô chú anh chị nhé. Trầm thì phải nói cực thơm luôn rồi. Đó, mỗi một chậu là một thân, dài khoảng tầm 25cm trở lên. Em bán với giá là 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 140.000 cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây thì em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị những cái dòng Dendro. Đây là những cái dòng Dendro của Việt Nam mình cô chú anh chị nhé, chứ không phải là hàng Thái. Nên đảm bảo cô chú anh chị khi mà lấy về thì rất là dễ thuần, dễ chăm. Mà đây toàn là những cái mặt Dendro phải nói là rất là đẹp. Em đã chọn những cái mặt bông Dendro đẹp và đã được lưu giữ rất là lâu rồi. Trước tiên là dòng Dendro bà liễu. Đây là mặt hoa của dòng Dendro bà liễu xưa đấy ạ. Và dòng Dendro thỏ xưa, bà liễu xưa này. Hoa cực kỳ là sai với những chùm hoa rất là dài cô chú anh chị nhé. Và đây là cái dòng Dendro banana. Đấy, hoa cũng rất là sai. Những cái cánh hoa của nó rất là độc đáo và rất là đẹp. Đây là hoa thỏ xưa ạ. Và bên này là dòng hoa tre xanh này. Và mỗi một chậu như thế này này, một chậu như thế này thì nó sẽ có khoảng tầm 2-3 thân. Đó, cây thì đã bắt đầu là đứng đọt, chuẩn bị cho nụ cho hoa cô chú anh chị nhé. Một chậu đây là dòng tre xanh này. Những cái chậu Dendro tre xanh này. Còn bên này là chậu Dendro thỏ xưa đây ạ. Và bên này sẽ là cái dòng chậu Dendro banana này. Sang bên kia sẽ là dòng bà liễu xưa. Đây toàn là những cái mặt bông Dendro phải nói là đã rất là đẹp và được lưu giữ cực lâu rồi. Đều có hương thơm, chùm hoa cao dài, sắc hoa cũng như cánh hoa rất là độc đáo và đẹp. Em bán một chậu như vậy với giá là 60.000 để cô chú anh chị sưu tầm nhé. 60.000 cho một chậu Dendro. Và sang bên này sẽ là dòng thiên nga. Thiên nga ở đây thì em có dòng thiên nga đen ạ. Thiên nga đen với giá là 160.000 cho một chậu chuẩn thiên nga đen, khi mà sổ hoa sẽ cực kỳ là trang nhã. Còn bên này sẽ là dòng thiên nga màu nâu đốm này. Thiên nga màu nâu đốm đây cô chú anh chị nhá, giả hành rất là to luôn ạ. Đó. Em bán 140.000 cho một giò thiên nga màu nâu đốm. Tiếp sau đây em xin được giới thiệu đến cô chú anh chị những cái loại lan mà em đã chia ra theo từng hình nhá. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan phi điệp tím. Những cái ki phi điệp tím, hàng này là hàng ki
Chuẩn rừng và đang hàng, không phải chuẩn, ý là không phải chuẩn rừng, nhưng mà cái hàng này là mặt hoa sổ số hoàn toàn cô chú anh chị nhé. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn thân cái là biết luôn đây, những cái thân tím lịm như thế này luôn đấy ạ, rất là đẹp luôn này. Đó, hàng kỳ này là nghĩa là năm ngoái là người ta cái hàng thân gãy dập ấy thì người ta cho vào vườn, và hiện tại nó mọc kỳ lên. Đây là kỳ năm hai là kỳ năm hai, những kỳ bé là những cái kỳ bé thì người ta không bán, người ta cho vào vườn ấy. Thì cô chú anh chị nhìn thấy này, nhìn kỳ là cái là cô chú anh chị biết ngay cái chất của nó nhá. Kỳ rất là đẹp như thế này này, xinh mà rất là zin như thế này đấy ạ. Đấy, hàng này thì về cô chú anh chị có thể bắt sổ số, bắt sổ số những cái mặt hoa đẹp luôn ạ. Đấy, nhìn những cái kỳ tím rất là đẹp luôn nhá. Chuẩn zin như vậy này, em xin phép được giới thiệu cùng hình một đến cô chú anh chị nhá. Thì em có hình số 1 này, hình số 1 này có tất cả là 5 kỳ nhá. Đó, 5 kỳ xinh như vậy ạ, thân tím lịm luôn ạ. Cái mặt bông của nó không biết như thế nào nhưng nhìn kỳ không đã thấy thích rồi này. Cái hình số 1 này em bán với giá là 120.000 có 5 kỳ. Hình số 2 đây này. Rất là thích luôn, nhìn những kỳ này này. Đây ạ, thậm chí lá mít luôn đấy ạ, rất là đẹp. Kỳ số 2 này đây này, nhiều cây lá mít luôn đấy cô chú anh chị này, tròn vo luôn ạ. Cái kỳ số 2 này có 5 kỳ nhá, em bán với giá là 120.000. 5 kỳ. Hình số 3 cũng 5 kỳ. Em xin phép được đi nhanh tại vì em thấy là cái hình nào nó cũng giống nhau thôi. Thân tím lịm rất là đẹp. Đó, cô chú anh chị thấy chưa? Nhìn rất là xinh luôn. Ở kỳ này trước đây, những cái năm trước đây thì phải nói nó cực kỳ là giá trị, mà nhiều kỳ mít như thế này rất là xinh. Đó, cái hình số 3 này em bán với giá là cũng 5 kỳ nhá, 130.000 ạ. 5 kỳ 130.000. Hình số 4 là 4 kỳ 110.000. Đó, 4 kỳ 110.000, nói chung là có đủ kỳ xanh, kỳ kỳ lá xanh, kỳ lá tím rất là đẹp. Hình số 5 với giá là 5 kỳ với giá là 120.000 đây ạ. Hình số 6. Hình số 6 này em có 5 kỳ, em bán 130.000, hình này kỳ có phần to hơn một chút. Hình tiếp theo là hình số 7, 120.000 cho 4 kỳ này. 4 kỳ này cũng rất là khỏe đẹp to. Hình tiếp theo là hình số, nó cũng hiện tại mầm nó đang lên cô chú anh chị nhé. Về cô chú anh chị trồng và chậu là sẽ rất là lực và đẹp luôn. Cái hình này này, hình này em có bao nhiêu kỳ nhỉ? Có 6 kỳ. 6 kỳ này em bán với giá là 130.000 ạ. Và tiếp theo là hình số 9. Hình số 9 này có 4 kỳ, em bán với giá là 120.000. Hình số 10 có 6 kỳ, em bán 150.000. Đảm bảo cô chú anh chị là hàng zin và chưa có bắt mặt hoa cô chú anh chị nhé. Zin rất là đẹp luôn. Cái hình số 11 này với 5 kỳ em bán với giá là 130.000. Không khác gì là cái kiến rừng luôn nha cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo là hình số 12, em bán 115.000, có 4 kỳ rất là to. Hình tiếp theo là hình số 13. Hình số 13 150.000 cho 6 kỳ. Hình số 14 có 5 kỳ, em bán với giá là 130.000. Hình số 15 130.000 cho 5 kỳ này. Hình tiếp theo là hình số 16 có 6 kỳ này. 6 kỳ này em bán với giá là 150.000 nhé. Là tím lịm rất là xinh luôn ạ. Hình tiếp theo hình số 17, 150.000 cho 5 kỳ này. Hình số 18 em bán có 5 kỳ 130.000. Hình số 19 4 kỳ 115.000. Hình tiếp theo hình số 20 em có 5 kỳ với giá 130.000 ạ. Hình số 21 với 5 kỳ em bán 130.000. Và hình số 22 một cây á mắt châu lưng xanh với giá 280.000. Hình 23 là một giò dáng hương đuôi cáo đấy ạ. Cái giò dáng hương đuôi cáo này có tất cả là 4 ngọn, có 3 ngọn rất là xanh mướt và lá xếp rất là đẹp như thế này. Hình này em bán với giá là 200.000. Tiếp theo là hình số 24. Hình số 24 đây ạ. Hình số 24 này đang có một vài cây đang nhú nụ cô chú anh chị nhá. Đây ạ. Nhú nụ tím lịm luôn này này, cô chú anh chị này. Đó. Đây ạ. Đang nhú nụ nụ xanh nụ tím. Cái dòng cáo tím này với những cái chùm hoa dài cực kỳ là đẹp. Hình dáng hương đuôi cáo 24 em bán 220.000 cho hình này ạ. Hình số 25 này có 4 ngọn cáo xếp ạ. 4 ngọn lá xếp, hàng xanh mướt, xếp rụt luôn. Bản lá rất là to, hình này em bán với giá là 260.000 cho hình 25. Nói chung là giò nào cũng có nụ cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là hình 26 em bán 240.000 cho giò này có 5 ngọn cũng rất là xanh tươi nè. Hình tiếp theo hình 27 em bán 240.000 đây, 240.000 có 2 ngọn, hiện tại em thấy là 2 nụ hoa đang vươn rất là dài rồi. Đó. Tiếp theo là hình số 28 em bán 240.000 này. 240.000 cho cái giò này. Toàn là những cây lá xếp thôi đấy ạ, nụ của nó này cô chú anh chị này. Hình này thì có tất cả là 4 ngọn, 4 ngọn em bán 240.000, hàng cũng đang nụ, bản lá rất là to. Lá xếp cây lực và rất là khỏe. Hình tiếp theo là hình số 29, một cái giò này cây bản lá to, lá ngắn rất là đẹp này. Hình này cũng đang nụ rất xinh luôn ạ. Hình này có đây, có thậm chí có cả cây mẹ, bây giờ nó đã đẻ ra cây con luôn rồi đấy ạ. Cái hình này thì em có tổng tất cả là 1 2 3 4 5 6 đầu ngọn.
6 đầu ngọn. Em bán hình này với giá là 280.000 nhá. Hình tiếp theo hình 30 240.000 này. 245 đầu ngọn. Hình tiếp theo là hình số 31 240.000 cho hình này ạ. Nói chung là hình nào cô chú anh chị cũng được yên tâm là sẽ có những cái ngồng hoa để cô chú anh chị thưởng thức nhá. Sau bên này sẽ là giò hoàng thảo ý ngọc 32. 32 ý ngọc 32 đang có nụ này, đang lên mầm rất là đẹp như vậy này. Hình này em bán với giá là 180.000 ý ngọc ạ. 33 ý ngọc cũng 180.000 ạ. Cũng đang lên mầm, cũng đang nụ nhá. Hình tiếp theo là một giò kiều kiều vuông mỡ gà của Cao Bằng. Kiều mỡ gà của Cao Bằng một, đây là dòng mỡ gà nhá cô chú anh chị nhá. Đây này, nhìn hoa này, biết luôn là mỡ gà. Đó, thì hôm trước thì cái nụ của nó còn nhỏ thì em không phân biệt được luôn. Một cái giò như vậy thôi mà cô chú anh chị nhìn thấy là rất là nhiều nụ luôn này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 6 nụ ạ. Cái giò này em xin phép bán với giá là 250.000 giò này cô chú anh chị nhá, 250.000 ạ. Rồi tiếp theo là đây là hình số 34 nhá. Hình 35 đây sẽ là những cái giò già Hawaii tím xưa. Cái dòng này hoa nở chuẩn Tết, chỉ cần một vài bông nở thôi cực thơm rồi. Với dòng hàng mà trước đây quá là được ưa chuộng bởi vì cái vẻ đẹp cũng như là cái hoa nở rất là đặc biệt vào thời gian Tết với những bông hoa rất là to, cực kỳ là thơm ạ. Những cái giò này hiện tại đang lên mầm như vậy đấy ạ. Đó, thì trước đây mỗi một thân của nó lên đến hơn 100.000 cơ. Và những cái giò này cô chú anh chị về trong đến cuối năm sẽ có những giò rất là đẹp luôn nhé. Em có hình số 35 150.000 thôi. Cái giò này thì cô chú anh chị về trong đến cuối năm thì giá của nó phải tầm vài 300.000 chứ ạ. Tiếp theo là hình 36 này. Hình 36 này em bán 150.000. Về cô chú anh chị những cái thân già còn này cô chú anh chị có thể cắt ra để nhân kỳ nhé. Cái hàng này rất là dễ ra kỳ ạ. Hình tiếp theo là hình số 37 150.000 thôi. Đó, một giò già Hawaii tím xưa chỉ 150.000 này. Hình tiếp theo là hình số 38 150.000. Hình số 39 thì chỉ 130.000 thôi. Giò này rất là nhiều thân già kèm theo đấy ạ. Về thoải mái của chú anh chị ươm kỳ. Hình số 40 150.000. Hình 41 150.000 này. Hình số 42 150.000 ạ. Và hình số 43 đây ạ. 43 này em bán với giá là 150.000. Và 44 em bán với giá cũng 150.000. Hình 45 với giá là 150.000. Hình 46 này, một giò hạc vĩ thiên cung lự bộ thiên cung, một giò hạc vĩ hồng Đà Lạt với giá là 160.000. Và một cái giò này là cái giò già hồng ngọc, hoa sắc hồng ngọc cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Ở bên này ở bên ngoài nó đẹp, rất là đẹp luôn, nhưng mà vào đây để soi cái ánh sáng ấy cô chú anh chị không nhìn thấy cái sắc hồng ngọc rất là tuyệt vời của nó thôi. Cái giò này em bán với giá 200.000 cô chú anh chị nhé. Hiện tại đang hoa và cũng đang mầm, đang kỳ như vậy, 200.000 cho cô chú anh chị sưu tầm. Hạc vĩ thiên cung lữ bố, giò này chuẩn thiên cung bởi vì hoa của nó rất là tím. Em bán hình này 160.000. Bên này sẽ là giò dáng hương tam bảo sắc này. Tam bảo sắc này thì cũng gần như là cây nào giò nào cũng có nụ, nhưng mà nó cũng đẹp, đang bán rễ rất là khỏe luôn, rất là đẹp luôn như thế này. Hàng này thì cô chú anh chị không chỉ ngắm lá mà còn ngắm rễ rất là tuyệt nhá. Cái giò dáng hương tam bảo sắc hình số 49 này em bán với giá là 170.000 nhá. 170.000 cho giò dáng hương tam bảo sắc này ạ. Hoa thì rất là thơm. Tam bảo sắc hình số 50 em bán với giá là 160.000. Hình 51 này cô chú anh chị này. Đó, hàng này thì về cô chú anh chị treo lên ngắm lá không đã lá xếp cũng rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 180.000 ạ. Và hình số 52 em bán với giá là 52 này em bán với giá là 170.000 nhá. Sang bên này sẽ là dòng 5 cánh trắng võ tòng. 5 cánh trắng võ tòng để cô chú anh chị sưu tầm. V1, dòng 5 cánh trắng này đảm bảo hàng chuẩn cây giống cho cô chú anh chị nhá. Với mặt hoa cực kỳ là đẹp, cánh hoa trắng với cái lưỡi bệt cực đẹp luôn. 5 cánh trắng võ tòng hình V1 này với giá 1.800.000. V2 với giá là 2.200.000. Và V3 với giá là 2 triệu, cũng 2.200.000. Và V4 này, cây đang lên mầm cực kỳ là lực luôn. Em chưa bón biết gì, cái hình này em bán với giá cũng 2.200.000. Ngoài ra thì em có những đặc sản của vùng Cao Bằng nhé. Sim khô với giá là 100.000 trong 1 kg này. Táo mèo khêu khô 100.000 trong 1 kg. Chuối hột 100.000, hà thủ ô đỏ 300.000 trong 1 kg. Ba kích khô 450.000 và tầm gửi cây chanh 450.000 và 230.000 và tầm gửi cây nghiến 190.000. Chè sơn mật hồng sâm với giá là 80.000, chè rào khổ lam với giá là 60.000 trong một hộp. Và có 20 túi lọc bên trong một hộp nhỏ như vậy. Em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1 kg và rêu rừng là 50.000 trong 1 kg nhé. Em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan đây ạ. Chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, di xanh 50.000 trong một ống này, di đỏ 60.000 trong một ống, atonic 10.000 trong một gói ạ. Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ và 50.000 trong một cặp nhé. 50.000 trong một cặp Hùng Nguyễn là gồm có hai lọ như thế này.
phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát có 3 loại dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây. Đồng giá 30.000 cho một lọ phân bón lá. 30.000 cho một cái lọ như vậy, cũng có 3 loại dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây nhé. Liền da sẹo đen 50.000 cho một lọ, liền da mỹ tiến 40.000. Và siêu da dễ N3M. Siêu da dễ N3M với giá em bán là 30.000. Biết ở đâu? Đi đâu mất rồi. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Cáp tan đặc trị thối nhũn với giá là 35.000 cho một lọ. Kin Kin Boom đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm cực hữu hiệu luôn với giá 15.000 cho một gói này thôi. B1 Thái 4.000 cho một lọ này. Đẹp, siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ nhé. Và đây là cái phân bón trùng quế nguyên chất đã qua xử lý. Một cái túi phân bón trùn quế nguyên chất như thế này em bán với giá là 35.000 cho một túi 1kg. Em có thêm cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lon, dạng nhỏ giọt cô chú anh chị này. Một lọ như vậy em xin phép được bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Có rất nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, tạo mùi hương, tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn an thần, thần và giảm đau rất là hiệu quả luôn. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở làm dược nhà em. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.